Còn bây giờ tiếp tục sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cùng với biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ạ, mấy ngày nay tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ đều có mưa rông. Liệu chiều nay diễn biến thời tiết như thế nào ạ? Xin mời chị cập nhật ạ. Vâng Thái Trang, dự báo chiều nay ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xảy ra mưa rông. Từ giờ đến đầu giờ chiều ở thành phố Hồ Chí Minh trời nắng nhiều hơn hôm qua, nhiệt độ cao nhất trưa nay vào khoảng là 33 độ C. Sau khoảng 2 đến 3 tiếng nữa có thể xuất hiện mưa, đến tối trời mát mẻ, mức nhiệt là 29 độ C. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà một vài nơi khác của khu vực Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai hay là Long An, Tiền Giang và Cà Mau nằm trong vùng màu xanh đậm này sẽ có mưa với lượng trên 50mm. Trong mưa dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Gió giật rất nguy hiểm cho người đi đường, do đó khi thấy mây đen kéo đến kèm theo gió thổi lạnh, quý vị không nên ở ngoài trời. Nếu đang trên đường hãy nhanh chóng tìm nơi tránh trú kiên cố. Với thủ đô Hà Nội từ nay đến chiều trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất chiều nay là 33 độ C, độ ẩm khoảng 60%, giữa trưa sẽ cảm thấy nắng rát, nhưng đi vào bóng cây quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu, thời tiết đặc trưng của mùa thu. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.